thảo khoa học Thừa Thiên Huế những minh chứng lịch sử công bố nhiều nghiên cứu có giá trị về Thừa Thiên Huế lần đầu tiên được thực hiện. Việc chủ động đưa vào các giống lúa có năng suất chất lượng vào sản xuất trên đồng ruộng, yếu tố quyết định thắng lợi vụ lúa hè thu 2018. Khoảnh khắc ngày mới, tìm hiểu thêm về nghề truyền thống làm đầu lân ở Huế. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Phần điểm những tin chính vừa rồi đã mở đầu chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 14 tháng 9. Sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nghiên cứu có giá trị về Thừa Thiên Huế lần đầu tiên được thực hiện đã được công bố tại Hội thảo khoa học Thừa Thiên Huế những minh chứng lịch sử được Hội khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào hôm qua. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Hội thảo nhận được sự hưởng ứng tham gia của các nhà nghiên cứu tâm huyết về vùng đất cố đô Huế, với 24 bàn nghiên cứu tìm hiểu Thừa Thiên Huế những minh chứng lịch sử nhằm khắc họa một số nét lớn về lịch sử của vùng đất có những đóng góp quan trọng trong lịch sử dân tộc từ thời Nguyên Thủy, nhà nước ra đời, thời quốc chủ, các phong trào yêu nước và cách mạng cùng những nhân vật lịch sử và di sản văn hóa. Lần đầu tiên được thực hiện công bố. Trong đó nhận mạnh, vùng đất Thừa Thiên Huế là điểm giao thoa của các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, từng là thủ phủ của các chúa Nguyễn, là kinh đô của triều đại Tây Sơn, triều Nguyễn, nay là cố đô, trung tâm văn hóa du lịch của cả nước. Trải qua những thăng trầm biến động đã để lại những dấu ấn lịch sử, một di sản văn hóa mang bản sắc riêng. Hội thảo đã tập trung vào những nội dung về phân kỳ lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, vai trò của các thủ phủ kinh đô thời quân chủ, vai trò của các sĩ phu yêu nước và chiến sĩ cách mạng đối với quê hương Thừa Thiên Huế, vấn đề bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Huế. Qua đó nhìn nhận đánh giá một cách khách quan lịch sử hình thành, phát triển của Thừa Thiên Huế để từ đó có cách nhìn đúng đắn trong việc hoạch định chính sách phát triển của tỉnh cho hiện tại và tương lai. Cuộc vận động đóng góp để xây dựng nhà đại đoàn kết các dân tộc trên quần đảo Trường Sa do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thực hiện trong tháng 8 vừa qua đã được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Huế tích cực tham gia và thu được nhiều kết quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế vừa tổ chức hội nghị đánh giá và biểu dương các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho cuộc vận động. Qua một tháng vận động, Mặt trận thành phố đã tiếp nhận sự ủng hộ của 81 tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ phường và nhân dân trên địa bàn 26 phường trực thuộc với tổng số tiền 341 triệu đồng. Trong đó, khối cơ quan đảng, mặt trận đoàn thể đã tiên phong hưởng ứng, thể hiện ủng hộ từ ngày đầu của vận động với hơn 32 triệu đồng. Khối hành chính, đơn vị sự nghiệp ủng hộ hơn 18 triệu đồng, khối trường học 26 triệu đồng, khối phường với hơn 239 triệu đồng, khối tôn giáo trên 16 triệu đồng. Có nhiều cá nhân đóng góp ủng hộ trực tiếp tại mặt trận thành phố. Đây là chủ trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ vật chất và tinh thần để xây dựng nhà đại đoàn kết dân tộc trên quần đảo Trường Sa, được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế triển khai từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2018. Cuộc vận động với ý nghĩa sâu sắc đã đi vào tâm tư tình cảm của người dân, đánh thức lòng tự tôn dân tộc. Qua cuộc vận động, thể hiện tình cảm của người dân thành phố Huế đối với chủ quyền quốc gia trên từng tấc đất hải đảo. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Tính đến hết tháng 8, tổng số tiền thuế nợ của ngành thuế là hơn 82.800 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 7 năm 2018. Theo đó, tổng số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là hơn 48.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58% tổng số tiền thuế nợ. Đáng chú ý là nhóm nợ không có khả năng thu hồi đạt 34.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42% tổng số tiền thuế nợ, tăng 3.300 tỷ đồng so với thời điểm kết thúc năm 2017. Cũng theo Tổng cục Thuế, lũy kế tính đến hết tháng 8, cơ quan thuế đã thu được hơn 23.000 tỷ đồng tiền nợ thuế, bằng 55% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2017. Tổng cục Du lịch vừa mới công bố số liệu về khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng qua. Theo đó, từ đầu năm đến hết tháng 8 năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái, ước đạt hơn 10,4 triệu lượt người. Du khách đến từ các nước châu Á tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó du khách Hàn Quốc, Trung Quốc tăng mạnh. Khách đến từ các nước châu Âu cũng tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, lượng khách đến từ 5 thị trường Tây Âu được Việt Nam miễn thị thực cũng tăng trưởng tốt, cho thấy hiệu quả của chính sách này. Số liệu công bố cũng cho thấy doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng qua của Việt Nam tăng gần 18%. Theo Tổng cục Du lịch, Việt Nam hiện được Tổ chức Du lịch Thế giới xếp thứ 6 trong số 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất thế giới.
Trở lại với những thông tin trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời tiết những năm trở lại đây có sự diễn biến thất thường, tác động bất lợi đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên trong các vụ sản xuất lúa vừa qua, người dân lại được mùa khi năng suất sản lượng đạt khá cao. Có được kết quả quan trọng này phải kể đến sự chủ động của ngành nông nghiệp, các địa phương và người dân trong việc đưa vào các giống lúa có năng suất chất lượng vào sản xuất trên đồng ruộng. Ghi nhận của phóng viên Huyện Ngày Mới về tình hình sản xuất vụ lúa hè thu 2018 trên địa bàn tỉnh. Vụ hè thu 2018 là vụ mùa thứ tư ông Hồ Văn Lệ, nông dân xã Phong Chương, huyện Phong Điền đưa vào sản xuất 0,6 hecta giống lúa KH1 tại những chân ruộng ô trũng thuộc xứ đồng ô đạt nhất ven phá Tam Giang, thay thế cho giống Khang Chân HT1 trước đây. Sau 4 vụ mùa đưa vào sản xuất, ngoài ưu điểm chống độ ngã rất tốt, chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh khá, giống lúa KH1 có năng suất bình quân đạt 75-80 tạ một hecta. Những hồ thâm canh tốt có thể đạt 83 tạ một hecta. Cái giống mà KH1 này là hiện nay là về làm là theo gia đình tôi là nó rất tuyệt vời. Vì là cái giống KH1 là rất là dễ thâm canh, mà cái thâm canh càng nhiều thì lúa càng năng suất càng cao. Cái giá thị trường á là bán cũng cao so với hiện nay là HN6 là cái KH1 bán cao hơn. Tại huyện Quảng Điền, một trong những vùng trọng điểm lúa của tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ hè thu năm nay được xem là địa phương đạt năng suất cao nhất. Trên khắp những cánh đồng, bà con nông dân đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ hè thu. Ước tính năng suất đạt từ 59-60 tạ một hecta. Trên thực tế, nhiều vùng đưa vào sản xuất giống lúa mới KH1 và có thâm canh tốt có thể lên đến 75-80 tạ một hecta như Quảng An, Quảng Thành. Để hôm nay thì cơ bản là cái giống lúa này là sản xuất thành công trên cái đất mà bùn sâu của hợp xã nông nghiệp Kim Thành. Về cái lúa các mục này thì cái đặc điểm mà ưu điểm của nó là đẻ khỏe, đẻ nhánh khỏe và là chống độ ngã tốt. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch đạt trên 94% diện tích lúa hè thu. Theo kế hoạch của ngành nông nghiệp, đến ngày 5 tháng 9 sẽ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng yếu tố thời tiết nên phấn đấu đến ngày 25 tháng 9 sẽ hoàn thành thu hoạch vụ hè thu. Vụ hè thu 2018, mặc dù điều kiện thời tiết gặp rất nhiều bất lợi, có lúc nắng nóng, nhiệt độ cao, nhưng với sự nỗ lực của bà con nông dân, sự vào cuộc của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương đã hướng dẫn cho bà con nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời hiệu quả. Đặc biệt là đưa vào sản xuất nhiều giống lúa mới như KH1, HN6, G02. Nhờ vậy, vụ hè thu 2018 năng suất bình quân toàn tỉnh đạt khá cao, gần 60 tạ một hecta. Đây là vụ hè thu đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay. Sở cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp kỹ thuật trong canh tác lúa. Đặc biệt là đối với việc là ứng dụng sử dụng các cái giống lúa mới. Qua quá trình khảo nghiệm thì bước đầu cũng đã chọn ra một số giống rất là triển vọng, mới đưa vào là 2 vụ sản xuất, nhưng bây giờ bà con nông dân rất là đánh giá rất là cao, và vừa vậy cũng đã đưa vào sản xuất, trong đó nổi trội nhất là cái giống KH1. Thứ hai là nhiều cái giải pháp kỹ thuật trong canh tác lúa, sở cũng đã hướng dẫn chỉ đạo cho bà con nông dân thực hiện. Những năm trở lại đây, sản xuất nông nghiệp luôn đối mặt với không ít khó khăn do biến đổi khí hậu, tình hình sâu bệnh hại lúa. Song với sự nỗ lực của bà con nông dân, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cả cấp ngành đã mang lại những thành công nhất định trong sản xuất nông nghiệp. Đây không chỉ là tín hiệu vui đối với lĩnh vực nông nghiệp mà còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, an toàn, đa dạng hóa đối tượng nuôi đang được huyện Phú Lộc đẩy mạnh thực hiện. Trong năm nay, diện tích nuôi thủy sản nước lợ trên địa bàn huyện tăng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Để ngành nuôi thủy sản đạt hiệu quả cao, Phú Lộc đã hỗ trợ người dân chọn con giống tốt, hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng, triển khai thực hiện quy hoạch vùng nuôi hợp lý, tránh ô nhiễm môi trường nước trên đầm phá Cầu Hai. Với việc đa dạng hóa đối tượng nuôi và nuôi con giống có chất lượng như cá mú, cá hồng, cá bớp cho giá trị kinh tế cao. Theo báo cáo của huyện, dự ước năm 2018, sản lượng nuôi trồng đạt 2.900 tấn, trong đó sản lượng cả nước lợ cho giá trị cao đạt trên 650 tấn, cả nước ngọt khoảng 1.000 tấn. Cùng với đẩy mạnh nuôi trồng, sản lượng đánh bắt thủy sản của Phú Lộc cũng tăng khá, đạt khoảng 7.500 tấn, trong đó khai thác biển khoảng 5.600 tấn, sông đầm hơn 1.900 tấn.
Cũng trên địa bàn huyện Phú Lộc, mô hình trồng sen lấy hạt đã và đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và là giải pháp cho vùng đất thấp trũng trồng lúa kém hiệu quả của địa phương. Thành quả từ mô hình này đã góp phần hạn chế các diện tích đất bị bỏ hoang hóa, đồng thời giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thêm nguồn thu nhập. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện theo hướng bền vững và không ngừng nâng cao thu nhập cho người nông dân. Vừa qua, trạm khuyến nông huyện Phú Lộc đã hỗ trợ và khuyến khích nhiều hộ nông dân có ruộng bị thấp trũng chuyển sang trồng cây sen lấy hạt. Qua thực tế, mô hình này đã cho hiệu quả khá khả quan, với thu nhập tăng gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa trên cùng một diện tích. Theo so sánh của các hộ dân, hiện nay bình quân mỗi sào trồng lúa nếu được mùa thì thu lại cao nhất khoảng 700.000 đồng. Bên cạnh đó, nếu trên cùng một sào đất trồng sen lấy hạt có thể thu lại hơn gấp 2 đến 3 lần với số tiền từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Thực hiện mô hình trồng sen thì hiện nay qua cái địa bàn có nhiều chân ruộng do bị ngập ống cho nên nhiều hợp tác xã phải chuyển đổi qua là cái mô hình trồng sen. Nhưng mà so hiện nay qua thu hoạch thì hiện nay dựa cái năng suất của lúa về sen thì thấy cái năng suất của thu hoạch sen thì năng suất là cho đến cho một cái năng suất rất cao và thu nhập đối với so sánh về lúa thì nó đạt cũng rất là khá cao. Qua đánh giá của nông dân thì ý kiến của các bà con nông dân thì chúng tôi đã điều tra nắm thì và đo đếm thì hiện tại tỉnh thời điểm này là cơ bản là nếu một hecta là thu hoạch mà năng suất là ước tính hiệu quả kinh tế thì khoảng là trên 100%, gấp 2 lần so với trồng lúa. Qua triển khai mô hình cho thấy quá trình sinh trưởng và phát triển của sen khá phù hợp với điều kiện và thổ nhưỡng của địa phương. Thời điểm xuống giống sen là khoảng đầu tháng 3. Sau hơn từ 4 đến 5 tháng là sen bắt đầu ra hoa và có thể thu hoạch. Sen sinh trưởng rất mạnh, kỹ thuật trồng không khó, cho thu nhập ổn định nên vừa tận dụng được diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả như ao hồ, đầm lầy vùng trồng bỏ hoang. Nghề trồng sen đã có từ lâu ở Thừa Thiên Huế nhờ thị trường tiêu thụ ổn định, hiệu quả kinh tế cao nên mô hình bước đầu đem lại thu nhập đáng kể. Được thì hiệu quả đó thì cũng chúng tôi cũng đề nghị cho các cấp các ngành cũng như ủy ban nhân dân các xã, bà con hợp xã thì duy trì cái mô hình và cố gắng mà tiếp tục nhân rộng. Chúng tôi là tìm mọi cách có nguồn kinh phí để hỗ trợ nhân rộng tiếp cho bà con để phát triển cái mô hình sen. Hiện tại là một trong những cây trồng vật nuôi là nói chung là có hiệu quả kinh tế cao so với trên địa phương của huyện. Về mô hình trồng sen này đã tận dụng được vùng đất thấp trũng để sản xuất, tránh tình trạng bỏ hoang lãng phí, qua đó tạo ra được nguồn sản phẩm hạt sen để phục vụ tại địa phương, góp phần trong việc cải thiện cơ cấu chủ dịch cây trồng vật nuôi tại địa phương. Đồng thời, mô hình trồng sen đầy hạt là mô hình có ý nghĩa vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, cải tạo đồng ruộng, chống hoang hóa diện tích, góp phần cải thiện môi trường, ổn định đời sống của người dân. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Từ nguồn hỗ trợ kinh phí của Sở Công Thương, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Sora vừa mở hai lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông nhàn trên địa bàn huyện Nam Đông. Trong thời gian 3 tháng, 60 học viên được học tập cả về lý thuyết lẫn thực hành trên dây chuyền may công nghiệp hiện đại tại công ty. Ngoài ra, các học viên còn được đào tạo kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và rèn luyện tác phong công nghiệp của người lao động. Đây là những yếu tố cơ bản không thể thiếu để trở thành một thợ may công nghiệp giỏi, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Lớp may công nghiệp lần này là điều kiện để lao động nông thôn, nhàn rỗi, lao động theo mùa vụ, biết thêm nghề, từ đó tìm việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Được biết từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, mỗi năm huyện Nam Đông và công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Sora đào tạo hàng trăm lao động ở ngành may công nghiệp vào làm việc tại công ty. Tuy nhiên, một thực thể đang xảy ra là số lao động qua đào tạo nhiều nhưng người vào làm việc thì rất ít do nhận thức và phần lớn lao động vẫn chưa quen với môi trường làm việc công nghiệp hiện đại. Chiều qua, tạp chí Sông Hương tổ chức buổi giới thiệu tập thơ Đạp xe ra ngoài ô của tác giả Từ Hoài Tấn. Nhà thơ Từ Hoài Tấn, tên thật là Hồ Văn Hiền, sinh năm 1950 tại làng Chuồng, An Truyền, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ thập niên 1960-1970, ông đã có nhiều sáng tác thơ xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng như Nghệ Thuật, Vấn Đề, Trình Bày, Khởi Hành, Ý Thức. Ông cũng đã xuất bản nhiều tập thơ như Hành Tinh Phiêu Lạc, Đi, Đứng và Chạy, Với Thời Gian, Phục Hưng Tôi và Em. Đạp xe ra ngoài ô là tập thơ thứ tư của ông.
Với gần 80 bài thơ, tác giả đã ghi lại những khoảnh khắc của cảm xúc, những hành trình và những nơi ông đã đi qua. Đó là quãng thời gian dài của sự chiêm nghiệm, của ký ức và của hiện tại. Nhưng sau tất cả là nỗi nhớ nhà, nhớ những cơn mưa mùa đông dai dẳng xứ Huế của một người con xa quê. Với câu từ mộc mạc, những câu chuyện giản đơn, đạp xe ra ngoài ô nhẹ nhàng như chính tên gọi của nó và chắc chắn sẽ đem lại nhiều ấn tượng đối với những ai từng một lần đọc qua. Thưa quý vị và các bạn, không khí Tết Trung Thu đang về trên khắp mọi miền quê. Trong dịp Tết này, bên cạnh những đèn ông sao, mâm cổ thì không thể thiếu những chiếc đầu lân đầy sắc màu để mang đến không khí đầm ấm vui tươi cho các em thiếu nhi. Những ngày này, cả cơ sở sản xuất đầu lân trên địa bàn thành phố Huế đang rất tất bật để kịp các đơn hàng cung ứng cho thị trường. Một khoảnh khắc ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu thêm nghề làm đầu lân, một nghề truyền thống tuy mang tính chất thời vụ nhưng luôn cần sự tỉ mỉ công phu và cả sự tâm huyết của những người thợ để hoàn thành những sản phẩm hấp dẫn đẹp mắt. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, cơ sở lân của anh Hữu Diên tất bật chạy đua với thời gian để cho ra những chiếc đầu lân đủ kích cỡ, màu sắc, kịp phục vụ cho thị trường Tết Trung Thu năm nay. Theo anh Diên, để có được một con lân bắt mắt, phải trải qua 7 công đoạn khác nhau, từ đắp khuôn, dạng giấy, phơi khô cho đến định kim sa, dạng râu, tô vẽ và gắn các bộ phận khác. Trong đó, để đảm bảo kịp tiến độ theo đơn đặt hàng, mỗi người thợ trong xưởng phải chuyên về một công đoạn khác nhau. Bên cạnh cả công đoàn làm thủ công, nghệ nhân cũng cần có sự hỗ trợ của một số máy móc phương tiện khác. Trung bình, giữa điều kiện thời tiết tốt, để ra lò một đầu lân hoàn chỉnh mất thời gian từ 3 đến 4 ngày. Cái khó của đầu lân là về thời tiết thôi. Giống như trời nắng nhiều thì mình làm được nhiều, trời nắng không có nắng mưa nhiều thì mình làm được ít thôi. Ngày xưa mình may bằng tay, bây giờ chứ mình may bằng máy thì nhanh hơn nhiều, số lượng ra nhiều. Ngày xưa ví dụ mình làm một ngày mình may được một bộ rúi quần, nhưng bây giờ chứ là một ngày có thể là mình may được 5-7 bộ. Trong khó khăn chung của các nghề truyền thống, nghề làm lân sư rồng vẫn có chỗ đứng trên thị trường nhờ tâm huyết của các nghệ nhân và nhu cầu thị trường vẫn khá cao, nhất là vào mùa Trung Thu. Hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có hàng chục cơ sở sản xuất đầu lân. Mỗi dịp Trung Thu, các cơ sở này cung cấp ra thị trường hơn hàng ngàn sản phẩm đầu lân lớn nhỏ. Với đặc thù là một công việc có tính thời vụ, nghề làm lân bắt đầu sôi động từ khoảng sau tháng Giêng âm lịch kéo dài đến Tết Trung Thu hàng năm. Nghề này là mình đam mê, mình làm nên mình phải cố gắng làm cho đẹp, tổ chức với lại làm quen tay lâu ngày thì sẽ lên tay, làm được đẹp hơn. Nghề như thế nó thực chất là hàng cũng vui, mình làm cái để cho người ta chơi, người ta thích thú thì mình cũng cảm thấy rất lòng hàng thích, thị trường họ yêu chuộng thì mình thích, trẻ em đâu rồi chơi họ thích thú thì mình cũng thấy rất lòng hàng vui. Mình mong muốn là mình mở rộng thêm thôi để cho anh em có công ăn việc làm trong điều thôi. Cuộc sống ngày càng trở nên hồi hạ tấp nập. Trung Thu chính là dịp mà trong mỗi chúng ta tìm về với những ký ức của tuổi thơ, nơi có hình ảnh sôi nổi của đoàn lân và âm thanh rộn ràng của tiếng trống. Nhìn phố phường rực rỡ sắc màu Trung Thu với đầu lân ông Địa cũng là khoảnh khắc ta nhận ra, lại một mùa Trung Thu nữa đang về. Như thường lệ, thông tin thời tiết tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời tiết Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ cơn bão số 5 suy yếu, nên trời mây thay đổi đến nhiều mây, ngay trên nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 21 đến 34 độ, độ ẩm 83-90%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.